Tổ tung của Hoàng Thùy sau loạt đồn đoán nâng ngực. Từ khi chuẩn bị sang Mỹ tham dự Miss Universe 2019, Hoàng Thùy đã vướng phải nhiều đồn đoán về chuyện nâng ngực khi vòng một của cô lớn hơn bình thường rất nhiều. Đáp lại nghi vấn này, người đẹp không lên tiếng giải thích mà có chia sẻ gây sốc trên truyền thông. Cho tới mới đây, một clip beauty của Hoàng Thùy bất ngờ được chia sẻ và lập tức khiến khán giả phát sốt bởi vòng một khủng đến mức như muốn nổ tung. Chiếc đầm 2 dây gợi cảm, đôi gò bồng đào giống như tạo sức ép khiến chiếc áo như muốn rách toạc. Hiện clip này cũng đang được dân mạng truyền tay nhau liên tục và giành nhiều bàn tán. Thời gian qua Hoàng Thùy thường xuyên lựa chọn những trang phục gợi cảm để khoe trọn vẹn vòng một đầy đặn bất thường của mình.